Vì sao người xưa căn dặn, họ hàng thân thiết đến mấy cũng không nên ở cạnh nhau quá lâu. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Ngẫm Plus. Quý vị thân mến, nền văn hóa truyền thống Bắc Đại Tinh Thầm, truyền thừa hàng nghìn năm lịch sử, đã lưu lại cho con cháu đời sau rất nhiều trí huệ quý báu, và những câu ca dao tục ngữ là một trong số đó. Từ xa xưa, cổ nhân ta đã đúc kết ra kinh nghiệm sống quý báu. Họ hàng từ xa đến, vì sao không nên mời ở lại trong nhà quá lâu? Quây quần bên người thân họ hàng cùng nhau dùng bữa, chắc hẳn ai cũng sẽ rất vui. Nhưng nếu ở chung một nhà trong một thời gian quá lâu, thì không đơn giản chỉ là kê thêm một chiếc giường. Người thân từ xa đến, tốt nhất không nên sắp xếp ở lại nhà mình quá lâu, sở dĩ là có bốn nguyên nhân chính. Ở lâu ngày sẽ thường xảy ra mâu thuẫn. Khi ở xa người thân, người ta luôn mong muốn được sum họp. Người ở nhà thì thương người đi xa phải bươn trải nơi đất khách, còn người đi xa lại thấy thương người ở nhà phải đơn chiếc lo toan. Chính vì thế, họ không những mong muốn được gặp mặt, mà hương vị của tình thân, sức mạnh của tình thân gắn kết họ, khiến họ luôn nghĩ về nhau với sự thấu hiểu và cảm thông. Cũng chính vì ở xa, nên mỗi lần hiếm hoi gặp mặt, ta đều mong muốn đem đến cho đối phương những điều tốt nhất có thể. Ít gặp mặt, ít va chạm, dường như họ khó có thể có những tranh cãi. Hai, cuộc sống tách biệt hoàn toàn, mỗi người tự do sống theo quan điểm riêng của mình, nên cũng không hề có sự quản lý hay ép buộc. Mọi người sống theo cách của bản thân, vì thế cũng chẳng có lý do gì mà xô xát hay cãi vã. Thay vào đó là khát khao được gặp mặt, khát khao được sum họp một nhà. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, mỗi cá nhân là một tính cách, một tâm hồn khác biệt. Sự khác biệt trong quan điểm sống khiến con người ta dễ xảy ra xung đột. Anh em trong một nhà chắc chắn cũng sẽ có những lần cãi vã. Lúc còn nhỏ sẽ là những lần tranh đồ chơi thức ăn. Sau lớn hơn sẽ có những vấn đề khó dung hòa. Khi có quá nhiều bất đồng đến một lúc, những thứ nhỏ nhặt cũng sẽ trở nên khó chịu. Đặc biệt là khi mỗi người đều có gia đình riêng của mình, thì việc sống chung thuận hòa là rất khó. Lợi ích khiến cho con người ta muốn vun vén cho bản thân con cái nhiều hơn. Một chút không cân bằng cũng có thể khiến cho mối quan hệ bị đổ vỡ. Một ngày nọ, anh họ của tiểu mình đến nhà chơi và có ý định ở lại mấy tháng. Mẹ của tiểu mình đã chào đón anh họ bằng một bữa tối rất nồng hậu và sắp xếp cho anh sống trên lầu. Nhưng sau đó mới biết, anh họ ở bên ngoài thiếu nợ người ta rất nhiều tiền, nên đang tìm chỗ để trốn nợ. Mẹ tiểu mình biết chuyện liền thiên ý khuyên can, cố gắng kiếm tiền mới là biện pháp tốt nhất, chứ chạy trốn thế này cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. Anh họ nghe xong tức giận nói, mới ăn nhờ có mấy bữa, đâu cần phải đuổi nhanh như thế. Chỉ cần nói chuyện qua lại vài câu, giữa những người thân thiết liền xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là khi họ hàng quá thân thiết, những khuyết điểm và hoàn cảnh gia đình của họ sẽ không thể che giấu, từ đó biến thành đề tài câu chuyện. Thường xuyên lời to tiếng lại, mối quan hệ sẽ trở nên căng thẳng. Cũng có một số người thân thích, vì quá thân quen liền đổi khách thành chủ, hoàn toàn không còn coi bản thân mình là người ngoài, gây ra những tranh chấp không cần thiết. Có câu nói rằng, càng nồng thì lại càng phai, thi thoảng hoa nhài mới được thơm lâu. Nếu tình cảm luôn mặn nồng, thì ắt sẽ đến lúc phải giảm nhiệt mà trở nên nguội lạnh. Nói nhiều, nói dài lại dễ thành nói dại, chẳng những không có tác dụng gì mà còn tự rước vạ vào thân. Dẫu biết thân thiết như những người ruột thịt trong gia đình cũng vậy, cũng nên giữ một khoảng cách hợp lý. Bởi lẽ có một khoảng cách mới có tình cảm, xa thương gần thường hay xa thơm gần thối. Nếu tiến đến quá gần thì sẽ mất đi lòng kính trọng. Lâu dần con người sẽ quên mất ưu điểm mà chỉ nhìn thấy nhược điểm và sai sót của đối phương. Tình cảm tốt đẹp thường sẽ sinh ra tâm ham muốn và truy cầu báo đáp. Ham muốn này khiến chúng ta đòi hỏi thật nhiều sự quan tâm và săn sóc từ người ngoài không ngừng nghỉ. Khi không được toại nguyện thì trong lòng lại dễ sinh ra oán giận. Giữa người với người, nếu không tôn kính lẫn nhau thì rất khó có thể duy trì một mối quan hệ lâu bền. Thói quen sinh hoạt bất đồng. Hai con người ở hai thế giới khác nhau, cách sống, thái độ sống khác nhau, vì thế về chung một nhà xảy ra xô xát là điều không tránh khỏi. Đơn giản là chuyện nặn kem đánh răng,
người nặn từ dưới lên, người nặn từ trên xuống đã đủ khiến người ta hậm hực và tức tối. Một cư dân mạng từng kể lại rằng, anh ta có một người anh họ đã đến thành phố kiếm sống từ nhiều năm trước, từ đó về sau hiếm khi trở về quê nhà. Năm ngoái, anh họ đưa con về quê và ở nhờ nhà họ hàng. Mặc dù bà con đã lấy ra những bộ chăn ga gối đệm đẹp nhất để tiếp đãi khách, nhưng cả đêm anh họ không ngủ vì lo tiếng gáy của mình sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người xung quanh. Buổi sáng anh họ thức dậy, phát hiện chủ nhà vẫn chưa thức dậy. Để không lãng phí thời gian vô ích, anh họ lặng lẽ ra ngoài đi dạo, nhưng kết quả lại đánh thức chủ nhà. Nói chung, người dân ở các vùng khác nhau có thói quen ăn uống khác nhau. Ví dụ, người vùng này thì thích ăn chua, người vùng này lại thích ăn ớt, người vùng này lại thích ăn hành, và người vùng khác lại thích ăn đồ ngọt. Nếu mọi người sống chung dưới một mái nhà, nhưng mối quan hệ của họ lại không thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, mà ngược lại, bởi vì thói quen khác nhau mà ảnh hưởng lẫn nhau, làm phiền nhau, thậm chí là bài xích lẫn nhau, thì tốt nhất không nên ở gần nhau trong thời gian quá lâu. Ở lâu ngày sẽ không còn khả năng đáp ứng. Thông thường khi có người thân ở trong nhà thì sẽ dọn thêm một hoặc hai món ăn phù hợp với khẩu vị và thói quen của họ. Ngày một, ngày hai thì có thể chấp nhận được, nhưng nếu trong một tháng, hai tháng thì đoán chừng là không ai muốn điều đó, bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như thời gian trong ngày của gia đình bạn. Mỗi ngày bạn đều phải cân nhắc tới sở thích của người thân trước khi quyết định ăn gì, xem gì, uống gì và nên nói chuyện gì. Như vậy, không khí trong gia đình sẽ trở nên rất thận trọng. Nếu trong gia đình có trẻ nhỏ, có thể chúng sẽ còn lao vào tranh giành xem TV với người thân. Mối quan hệ họ hàng thân thích dù tốt đến đâu cũng không thể tốt bằng cha mẹ và con cái. Chỉ có cha mẹ mới có thể nuôi dưỡng con cái suốt đời. Còn đối với thân thích, bề ngoài thì tỏ ra lịch sự, nhưng thực chất là đôi khi cảm thấy không thoải mái, bằng mặt mà không bằng lòng. So sánh lẫn nhau, đắc tội với người. Trong giao tiếp cần chú trọng giao tiếp lịch sự. Điều đáng nói là bạn tốt với người họ hàng này bao nhiêu thì cũng phải làm như vậy với người họ hàng khác. Nếu không thì giữa hai người sẽ nảy sinh tâm lý so bì lẫn nhau. Ví dụ, nếu con gái của gia đình anh họ kết hôn, bạn mừng 500 ngàn, còn con trai của gia đình em họ kết hôn, bạn mừng 200 ngàn. Khi em họ biết được sự việc, nhất định sẽ nghĩ rằng bạn đang coi thường họ. Tương tự như vậy, nếu bạn tiếp đãi nồng hậu với một người thân đến sống ở nhà mình, thì những người thân khác sẽ nhìn chăm chăm vào bạn để xem bạn đối xử với họ như thế nào trong tương lai. Tất cả các loại so đo sẽ dần dần xuất hiện. Trong các mối quan hệ giữa con người với con người, sự mất cân bằng về cảm xúc, sự ghen tị, nghi ngờ và những cảm xúc khác là điều khó tránh khỏi, ngay cả đối với những người thân như anh chị em, chứ chưa nói đến giữa họ hàng với nhau. Vậy khi người thân từ xa đến muốn ở lại lâu, chúng ta nên sắp xếp cuộc sống như thế nào? Tốt nhất, bạn nên thu xếp cho người thân ở nhà nghỉ hoặc khách sạn gần đó. Hơn nữa cần giao tiếp kịp thời, giải thích việc quyết toán chi phí, sắp xếp đồ ăn thức uống, v.v. Đối với những người thân gặp khó khăn, chúng ta có thể giúp họ tìm việc làm, giúp họ tự lập thay vì phụ thuộc lâu dài vào bạn. Có như vậy, mối quan hệ mới có thể bền lâu. Người xưa có câu rằng, vàng ngọc đầy nhà lâu dần không còn thấy sự quý giá, hoa lan hoa huệ mọc đầy sân, ở lâu sẽ không còn ngửi thấy mùi thơm. Họ hàng lâu ngày không gặp sẽ nhớ nhung quyến luyến, nhưng nếu mỗi ngày đều ở bên nhau, lâu ngày sẽ sinh chán ghét, luôn vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi vã, không còn hiểu được cảm ơn và quý trọng. Vì vậy, những người thực sự thông minh phải biết cách giữ khoảng cách nhất định với người khác để không bị đối phương nhìn thấu, tránh nhàm chán theo thời gian. Nhiều người không hiểu tại sao coi trọng nhau nhưng lại phải giữ khoảng cách nhất định với nhau. Bởi vì chúng ta càng coi trọng đối phương, càng muốn mối nhân duyên này được lâu dài, càng không nên để phần tình cảm này phải chịu đựng những công kích của nhân tính và khảo nghiệm thế tục mà tan thành mây khói. Nếu bạn thực sự muốn thân với ai đó suốt đời, hãy duy trì mối quan hệ vừa phải, nhàn nhạt như nước, trước nhạt sau đậm, trước thưa sau dày, trước xa sau gần như cổ nhân đã từng dặn dạy. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành trọn thời gian để theo dõi hết video này.
và sau đây xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.